Việt Anh. Thân đâu còn bảo là nó chậm thôi. Trần Lê Việt Anh. Năm nay Trần Lê Việt Anh. Nào quay lại hẳn hoi. Bóng mic lùi ra con. Nào đứng ra con. Sao không? Đây có cô giữ ra rồi. Ở đây là Trần Lê Việt Anh, năm nay con 7 tuổi, con học trường tiểu học Mai Dịch. Sở thích của con là đá bóng. Ê, vậy có một bạn là khoa đá rồi, bây giờ bạn này là gì nhỉ? Anh bóng á? Việt Anh bóng á? Hay là Việt Anh đẹp trai đi? Được không? Anh... À, ở dưới kia nào? Dưới kia? Dưới kia? Tự tin lên, tự tin như lúc con đấu cờ ấy, không có đối thủ ấy. Ôi, mạnh bạo thế, còn nhắc thế.